ជាប្រដ្ឋ7គូសារស់នៅស្រុកស្ទោងមានជីវភាពលំបាកខ្វះខាតបានទទួលអំណោយស្បៀងអាហារគ្រឿងឧបភោគបរិភោគពីសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃភូមិជាតិចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីតាមរយៈឧត្តមសេនីយ៍តូសំសុនមានបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រមកំពង់ធំប្រជាប្រដ្ឋ6គូសារក្នុង1គូសារទទួលបានអង្គ២5គីឡូក្រាមមានជាតិមួយកេះទឹកអ៊ីវទឹកត្រីមួយយួរនិងត្រីខកំប៉
nâng trình chiêng trúc thi bàn tờ tua sang cơ xây xài sập thật lắc ảnh có 20 kg mi chết bí kết tức yêu tức trái phí dũ trái kho cầm phong phí dũ nâng thay bạc ca mùi chùm luôn rút nâng phùm cho bọn bà nhá không một tí sống sọc sống khai cầm phong thống nâng rô xuyết ngay trên mùi khai cầm phía chân nam phí quân và phải buồn và đám xin tố xóm xuân có bàn phương nâng cạp làm nhà xạ sư sốc tộc vì xung lạ xung đạch và bọt thức ở đây hôn mà nạt nâng lực tí phòng tiền ở nhà thô đạt đấy để tay anh ta phụi bà rõm phí sốc tốc nâng chi phí bước nâng rô bọc bóng ôn với chi bà rõt cực bềm lý nâng cực tí cân lại nâng bán này nâng ôi bóng ôn với chi bà rõt ngó trời khất khóm thay đại xa sốc cực phíp có bằng cân phó đam năm năm trên châm sát và góp mục đồ bò từ tổ tiên đòi sạch trở đất tiền trắng nâng cho rùm ăn vật có lý hiệu ai phùm khôn miên sạch phíp phòng đại hãy tầm phong thông nhầm bà rõt thác với sạch đấy rì cả.